Lại đây nè. Chị kêu. Nó ăn từ từ thôi. Có đưa đây không sao đâu. Có đưa vô. Không cắn đâu. Đó, mình làm như vậy thôi. Để cho nó nhỏ. Cái đó con cừu á chứ kia. Con màu trắng là con cừu á. Nào, đúc đi. Con cừu nó trốn ở trong rồi. Bỏ ống túi con hỏi ba. Rớt mất rồi chứ gì. Nè 10 ngàn có chút xíu. Chụp hình cho thằng Si giùm đi, dựng đây đây, khoan con cầm nó mất rồi. Rồi. Chụp chưa? Đây nè. Chụp chưa? Bỏ tay ra đi dựng chứ đâu có gì đâu mà dựng. Nó nhào với chổng á. Nhào sao đâu. Có sao đâu.
Bố đi đâu con? Ở đây nè. Có lá nè. Chị Kiên, có lá kìa. Chỉ riêng mình ta luôn, không chơi với ai luôn. Gì? Nói cho miếng. Cá cho em miếng à. Cây cây. Cây cây nó dùng hết lá, cái nó ớn rồi.
cây cái tán được. À, còn liếm nữa kìa. Khổ ghê. Đi lại cho thính bài cho con khăn chùi miệng nè. Bỏ cây đó đi. À, chùi miệng chùi tay ra ngoài đi kích dịch. Chùi cái miệng trước. Cái làm gì vậy? Không, đây là con chùi cái đèn cái kèo mang lại cho lẹ nè. Lẹ con đi về ngủ nữa. Đây. Ủa bà ơi, trời có cây cam một bạn. Trời, nó hư ghê nè. Có cây cam không? Mày ăn kem mà mày sẽ ăn phải. Ăn bánh. Ăn bánh. Uống nước thì cho chanh ra đây. Ta. Hai thằng nó dắt nhau đi đâu kìa. Con Ngân dắt buôn đi. Cho miếng. Rồi con gái nó chọc cái chân kìa. Đó.